bùm. Xong rồi. Xong rồi. Cung tôi đâu? À đây à. Cô thẳng lên level 9 à, lên level 8 không roll nó. Lên thẳng level 9 à. Wow! Một đấu mười nổi loạn cảm xúc. Từ giờ đến thứ 7 em trẻ dạ, vâng ạ. Lúc em trẻ đánh đại cao thủ không tham gia vòng loại Việt Nam nó cười khà khà và giờ nó thấy đều một người leo không nổi đại cao thủ luôn. Nam đã đồ nước người mình đó. Yeah, gần em nhá. Em trẻ đánh giá thủ để đi xếp nước tay nhờ. Đây gần khẩn khẩn nha. Chỉ là nói chủ là reset mode à. Nhưng mà nói chủ giờ yếu lắm. Bớ chủ nổ đấy hơi nhóc nhím ạ. Đấy cẩn khẩn khẩn nha. Cẩn mi nhon nhá. Lúa à. Ê, may là bữa không gấp đôi chứ. May là bữa bảo không gấp đôi chứ. Nhưng mà em chỉ xin phép gì nha. Em chỉ xin phép gọi là tập trung căng nhá. Ấn mắt gọi là ấn mắt gọi là sát thủ đi. Đánh này thực sự làm tôi thất vọng về danh cao thủ Việt Nam. Cẩn là mi nhá. Ba top một cô ó kèo. Ê cẩn khinh khỉnh nhá. Ba top một con óp kèo mùi mờ à. Rồi em chỉ đánh trong cái giai đoạn kiểu như là không có sự tự tin á. Tôi đã đổi đại học, cảm ơn em. Ê trời, anh chị con đã đổi đại học nhá. Dạ vâng ạ, chúc mừng anh giai ạ. Tổng này em chỉ kiểu như là mày cũng còn đâu tư duy kỹ năng đi cô Kenen ngày nào. Cảm ơn hạt đẹp dai nhá. Thống kê TFT đã donate 5.000 đồng, 10M thì nhót, 30M thì em trẻ suy nghĩ. Cảm ơn thống kê TFT nhá. Không có nhót á, nhưng mà có làm được không chứ. Livestream này sẽ kết thúc khi có một trận hóa chủ top 1 không em chè. Cẩn thận phẹm nhé. Bùm. Tầm này 20m chốt. Khó không nhiều, quan trọng là không làm được á chứ. Không làm được chốt thì nói gì quá. Cái cảnh meo nhé. Cái đồ heo elo mặt nhếch mép. Cái đồ heo elo à. Cái đồ heo elo à. Lắp hết đồ vào anh em nhá. Xóa cái này đi ạ. Không, cái mới đi. Chúng ta sẽ cần cái gì này? Ire này, chúng ta sẽ cần vest này, chúng ta sẽ cần Akali này. Chúng ta sẽ cần gọi là set này. Chúng ta sẽ còn gọi là Ezreal này, Eloy này, Yo này, chuẩn chỉ top cao thì cần mắc ni nhá. Cách né top 8 coi em chuyện. Cách né top 8 mà. Em Hào tới chơi đã đồ nếp 5 nữa, đúng không? Em trẻ trầm cảm, mình cũng từng bị á, để mình chỉ nghe. Yeah. SAU buổi livestream này em trẻ hãy đi bộ ra công viên, ăn món mình thích, uống món nước yêu thích. Sau đó về nhà lấy xe chạy qua Minh Tâm thư giãn chứ ngồi một mình ở công viên cô hết trầm cảm đâu mặt cười. Ăn món mình thích, uống món nước mình thích và chạy xe ra thẳng mô tô. Bữa tôi nói y rồi, đúng ngày 31 tháng 11 em trẻ sẽ lên top 1 danh hiệu. Nay mới 27 mà y đã chê bai. Có em trẻ đã căng nhá. Phú quý trong hiểm nguy em trẻ ơi, mình chấp nhận khó khăn để hút người em ở á chứng tỏ mình là một người đàn ông đương đầu với khó khăn đi em trẻ. Đúng 3 game 1 tiếng rưỡi thôi mà. 3 game 1 tiếng rưỡi thôi mà. Mà thật sự á. Bây giờ ví dụ em chỉ phải lên 200 đi. Ừ thôi, bây giờ em chỉ lên 200 đi, em chỉ mới lấy lại sự là tự tin vốn có đi em ơi. Em Minh đã đâu biết. Giờ đây ngỡ gọi là còn cao thủ. Em chè mà tôi biết cái thế buồn ngủ vẫn 1 tỷ con rồng 3 sao giờ. Còn em Minh nhá. Ai à. Buồn ngủ vẫn 1 tỷ con rồng 3 sao à. Sáng hôm đó đúng không? Sáng hôm đó vào lúc gọi là đâu đó là 5 6 giờ sáng đúng không?
Găng nhá, lấy crit phép cho Akali xong rồi tay lấy đồ cho con Yoi chuyển qua cho nó dễ anh em ơi. Akali là đếp được mà đúng không? Crit phép cái đẻ này. Ê, nhưng mà cái bài nổi loạn này có cái dép chết này rất là dễ để làm mùi nổi loạn đúng không? Một mùa của trẻ con, đầu mùa là mùa của chúng ta. Trai Hà, PBE cực căng với hôm mấy chục trận. Giữa mùa ngược không leo rank được. Vào giải thì nhót không đi nổi APAC. Chung kết thế giới. Cứ một thôi anh em ơi nhìn xem. Ê, cái đất cường nhá. Kèo cho EVUER có cái để xem. Ê, cẩn khinh khỉnh nha. Nhưng mà ngày mai đúng không nhờ anh nhờ? Em chỉ cần lấy lại được một cái cảm giác gì đó kiểu bây giờ. Ê, cẩn khinh khỉnh nhá. Hôm nào kiểu như là buổi trưa anh gia vui vui đi, xong rồi anh gia cho em chị kiều. Em chị đánh từ buổi trưa tới trưa ngày hôm sau đi. Quá đi. Cẩn tân mèo nhá. Bọp, ê mạnh nha, đếp siêu mạnh nha. Không 200 điểm, không off, không em chè. Cùng lắm mai sủi thôi mà chúng tôi cũng đâu còn lại nữa. Sủi giết quen rồi. Sủi giết quen rồi à. Nhưng mà ví dụ đánh từ trưa tới gọi là rạng sáng thì nó còn hợp lý đúng không? Đánh từ tối thì tới... Nó dài quá, nó dài hơi quá. Cần một con set đó anh em ơi. Cứu tôi với. Ê, loại 2 với loại 3 rất dễ ra cái ấn đó đúng không? Game này nhìn là thấy top 1 rồi này. Ê, nhưng mà em chỉ nghĩ là game này là game top 1 rồi. Nhìn là thấy game này top 1 rồi anh em ơi. Nhìn là thấy rồi. Nhưng mà không top 1 thì không game nào top 1 á. Vậy thì chưa mai luôn hôm ta. Khẩn tân mèo nha. Nhưng mà phải tùy thuộc vào anh khinh khỉnh nữa. Một TDL à. Là sao vậy anh em? Một thớt nhớ đi, một thớt trời ơi. Cái cảnh boost nhá. CS có lên The C đâu chưa hay tốn thì CS vậy vui mà mặt thường. Cũng vậy thôi à. Không nhờ buổi trưa thời gian nó dài hơn. Ê, xoay xoay đi, ừ hay. Hay này. Em gợi ý mình bài nào? Một bài leo cao thủ. Cái cảnh Kizin nhá. Em chỉ gợi ý mình bài nào, một bài leo cao thủ ạ. À, anh em ơi, anh em gợi ý giúp bài leo cao thủ, giúp bạn này giúp em chỉ được không? Ý là giờ em chỉ kiểu như là giờ em chỉ cho một bài nào đó xong rồi bạn này có tin không ta? À, em chỉ biết rồi. Em bạn này hỏi em chỉ là cho một bài để leo rank xong em chỉ nói một cái bài ABC gì đó xong rồi bạn này bảo à, cảm ơn em chỉ để mình ném vào đó. À, thì ra là như vậy, đã hiểu rồi. Hóa ra là như thế à? Hay là do mình đã bị overthinking nhờ? Thôi chết rồi, overthinking tới rồi. Hay là thật ra là bạn này hỏi thật nhờ. Bây giờ không biết đâu là thật đâu là giả luôn đấy. Thành đã đề nếp 5.000 đồng. Tôi xong rồi. Một ngày em trẻ bán tổ rô 3 con lươn học viện 2 sao 1 rao. Vừa chơi đùa. Ê, cẩn thận đẹp dai nhá. Còn giờ thì có lẽ sau cùng thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm em trẻ già rồi. Em trẻ già rồi, nhưng mà em trẻ xin phép nhá. Em chỉ xin phép game này kiểu như là gì nhá. Ống nghiệm mà. Bài đấu ống nghiệm mà. Cho gọi là hả, ba giờ xong rồi cho gọi là dung dịch gì không? Cho muối cho gì không? Cần Kenji nhá. Cần một bài đánh mất não mà vẫn lên mọi người thủ đấy. Em chỉ nghĩ là bài Camille. Bài Camille nha. Trong tên em trẻ là vô địch CPTG. Chữ K trong tên em trẻ là kỹ năng. Và hai chữ E trong tên em trẻ là SA. Wow, cẩn cá coi nhá. Wow. Rất nhiều chữ hay đúng không? Em trẻ ơi, tôi hỏi thật em trẻ. Không có chữ nào có hết đúng không? Cao thủ được không? Khi mình lên cao thủ thì mình qua kênh VTT hỏi tiếp. Cảm ơn em Minh nhá. Bà Camille. Không, bà Camille mạnh. Bà Camille siêu mạnh. Rô không ra 3 xe thì nhót anh em ơi. Ôi, sơn xanh thành phố. 150 điểm cực cao tốc. Thủ đã donate 9.999 đồng. Em trẻ cho mình sơn bài đánh lên đường cao tốc. Ê, cỡ 150 điểm cao thủ nhá. Ồ, ông này 150 điểm cao thủ nhưng mà lại xin mình à. Đi tôi thấy em trẻ sắp gãy. Ê, cẩn Duy Bảo nhá. Sắp gãy rồi, gãy thật đấy chứ. Em Hào tới chơi đã donate 5.000 đồng. Gửi trẻ con, bắt thang lên hỏi ông trời. Khi nào trẻ con có cắp, vô địch đây ông. Ông trời ổng bảo là không, ăn no rảnh rủi ngồi mưa ban ngày. Trẻ con thấy vậy cho hay, ông già đợi đấy có ngày. Trẻ ta nâng cấp vang danh sử vàng. Trời đợi đấy, đợi đấy. Về đi mùa quýt có mà nằm mơ. Có mà nằm mơ à. Cứ chờ đấy, cứ chờ đấy, chờ anh chị xíu nha.
Chờ em chè một xíu nha mọi người ơi. Chúng ta cần một cái cung khủ anh em ơi. Bây giờ mình sẽ hướng tới cái đó. Xong rồi loại 3 mình lấy loại tiền. Xong rồi mình lên level 9 mình roll. Rồi. Ôi, một bài lại bị đấm đau rồi. Mạnh thế. Không phải level 7 à? Không phải level 7 sao anh em ơi. Anh em ơi cho tôi hỏi có bài nào ăn được 10 cảnh binh chặt không anh em à? 10 cảnh binh anh chỉ nghĩa là vua của mọi bài rồi. Nhiều khi thắng được 5 vàng 3 sao luôn đấy chứ. Đức Cường đã donate 10.000 đồng. Trung bình một trận của em trẻ biết chơi. Đức Cường nha. Rồi mọi người ơi. Ê, cái này không, nhưng mà game này top 1 rồi. Ai ra sao lâu không ra tướng thế này. Ui sao ông này mạnh thế. Không, nhưng mà anh em phải công nhận là em trẻ nhìn mấy cái thế kiểu như là top 1, kiểu như là nhìn nó chuẩn đúng không? Anh em công nhận không? Kiểu như là em trẻ nhìn mấy cái thế kiểu như là game này chắc chắn là top cao rồi, hoặc là có cái gì đó đột biến á. Là em trẻ hay chuẩn lắm. Game này cũng là vậy này. Cái này không cản được. Cái này chuẩn bị rồi. Đó, đúng rồi. Ok anh em ơi. Cái gì vậy? Là cái gì vậy? Cánh cá coi nhá. Thế là em trẻ cũng có điểm chung với T1 với Big Ben rồi. Đều cây ít có top. Đều không có top à? Ai da. Giận thế. Giận tím người thế. Ông này lấy cung của mình rồi. Chị ơi hun ăn cái à. Nhưng mà em trầm cảm quá anh mất ơi. Anh mất giúp em với. Anh mất có thể giúp em nhỏ. Lắp này để deep anh em nhá, để deep nhá. Tại vì bài mình lên level 9 là quan trọng, chứ không phải là solo anh em ơi. Có con bé tập mà làm văn nhá. Có con Mr. Mệt nhá. Kênh anh Iloda, kênh anh Skillmix và kênh anh YBY. Nhưng kênh em yêu thích nhất là kênh em chè. Cảm ơn em ạ. Kênh em yêu thích nhất là kênh em chè à. Cảm ơn em. Chúc em có một ngày gọi là tốt lành ạ. Ôi dồi ôi, ông này hai ấn cảnh binh, ôi dồi ôi, làng nước ơi. À, ông này thiếu một ấn thì mới gọi là 10 cảnh binh được. Lên level 9 đó anh em nhớ, lên thẳng level 9 thôi. Lên thẳng thôi, xong nghe nó không đơn giản tí nào nhờ. Khi lắp cái sổ dinh cái an toàn hơn chứ, rồn level 8 an toàn hơn chứ. Hoàng Duy Kiệt đã donate 5.000 đồng. Chúc em trẻ game này. Cánh Hoàng Duy Kiệt nhá. Dạ. Khoảng cách giữa hai cái răng cửa em chị. Không có giỡn đâu nha. Thắng được ông cháy này, vãi ò. Thắng được ông cháy này anh em ơi. Cẩn đọc vị em chì nhá. Mỗi lúc stress và trầm cảm như này thì đâu là động lực giúp cho e trẻ comeback. 1. Evil 2. VTTB. Mèo 3K. Nếu em M chọn 1 là em M sao mặt cười. Em M chỉ đờ xin chọn 2 hoặc 3 thôi. Là sao? Là sao? Gì kỳ vậy? What? Chơi không thể chọn kìa. Chứ không cho chọn kia anh em ơi. Thống trị pháo binh à. Khó rồi. Ê nhưng mà em chỉ muốn á. Ê nhưng mà lúc này thật sự là cung từ đâu? À đây à. Dạ vâng ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Riot Game ạ. Cung đây ạ. Em chỉ đã thấy ạ. Bùm. Nhường đi. Ấn này cho nào đây? Ấn này cho con lịch răng đi. Lịch răng nhá anh em nhá. Giáp gai đi. Tí là cái nỏ xét hết vị.
Điều kiện của mình là lên level 9. Có chứ mình là Zenith à? Khó thế. Khoảng cách xa nhất là từ cao thủ không đời lên top 1 server. Rồi á, rồi á. Cảm ơn Kim Mì nhá. Không, khoảng cách đó em chỉ nghĩ là làm được. Làm được, làm được. Giờ làm sao để lên được level 9 cho mọi người, nhờ mọi người cứu em chém á. Cẩn kẻ coi nhá. Trời ơi, không áp được, không áp được. Bạn đã donate 10.000 đồng. Áp được là nhân viên không được, cống vang nhá. Ấn nổi loạn đi. Bùm. Tiền, ấn nổi loạn hạt tiền, ấn nổi loạn hạt tiền. Ấn nổi loạn hạt tiền. Ấn nổi loạn hạt tiền. Cái này cho con Zenith kiểu siêu cân này, nhưng mà quan trọng là bây giờ không có con cầm. Mấy cái này các anh em ơi. Đánh là đếp bên cốc rồi đó. Ây da. Bùa đỏ à, nó xét à. Thì cho số dinh que à. Bây giờ chúng ta làm sao lên được level 9 thôi. Làm sao nhỉ? Ê, Akali hay nhé. Akali, vút, vút. Ôi, không phục được con tàu huyết rồi. Kè chưa. Ê, nó chỉ cần e một phát là vút được con tàu huyết rồi. Không phục cái nhờ. Ê, đi chợ nhặt xẻng xong rồi level nó không cần nó à. Chắc mình phải lên lên vào 8 ron tí nhờ em nhỏ, sau em đi chợ mới ron được à. Trong này cầm cái này trước đi. Ê, cô thẳng lên level 9 à, lên level 8 không ron nó. Lên thẳng level 9 à. 1, 2, 3 à. Liều nhá. Mà liều à. Xong phải vô y, phải ông kia nữa à. Chứ không có khó nhờ. Liều mới ăn nhiều à. Tên loại của mùa trước à. Nhà này giáp chết, nhà này khuyến mại kinh nghiệm. Nhà này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhà này level 9 rồi à. À đâu, nhà này level 8 chứ. Nhưng mà nhà này lại có con lập lăng 2 à. Liều đi à. Thật ra là phong cách đánh ở level 8 thì nó an toàn. Còn phong cách gọi là lì ở level 9 kiểu như là một mạng xong rồi lên level 9 luôn được con nhít. Thì nó kiểu như là... Thì nó... Nói chung là ra thì chắc chắn là top 1 đấy. Ra thì chắc chắn là top 1. Nhưng mà có ra không thì không biết đúng không? Sắc. Mai ra. Mai ra anh em ơi. Đi chợ nhặt không mà. Mai có anh em ơi. Ê con này ngon nha. Con này ngon anh em ơi, bài không có giảm hơi máu. Em trẻ đáng yêu đã donate 5.000 đồng. Em có em trẻ đáng yêu nhá. FB với ạ. AVT hai con mèo đáng yêu ạ. Avatar hai mèo đáng yêu rồi, rồi rồi. Roll level 8 cũng out top à. Không điểm ông sợ cái gì à. Tức là bây giờ thật sự là phải là cái đó đúng không? Nó phải em chè liều nhá. Liều nha. Nếu được chọn đi chơi chung giữa VTT và mèo 3K em chè. Tôi chọn ông á. Tôi chọn ông á. Em viewer. Chính là ông á. Thử cái tốc độ cái. Tốc độ luôn á. Không phải nghĩ nhiều á. Con gì cầm gì thường à. Cho con Rumble cầm. Rumble cầm đi. Rumble cầm cho ổng này mạnh lắm. Ổng nổi loạn này, siêu mạnh luôn. Siêu siêu mạnh luôn.
Đến trong này cầm hết nước chấm. Ui, tôi một leo nữa xong mình lên leo vào 9 đó hả? Ê, sao trẻ an toàn một tí nào vậy? Bây giờ sao? Cắm thu hè nhá. Tiêu một máu còn chiêu được. Đọc vị em giờ trẻ còn đã hơn 30 máu đồng. Ca dám đang nhiều. Không được. Có em trẻ của tôi không? Đâu rồi? Cộng thì cộng 39 bằng 40. Cắn đọc vị em trẻ nhá. Cố lên em yêu dấu bé ba. Lời rồi. Cái này ngon em ơi, ngon. Ây da. Mát đùm cuối còn có nhiều tiền hơn các kiểu. Ráng đi, ráng lì lợm cảm xúc đi. Xem thử nó như thế nào nhá. Lì lợm cảm xúc à. Nhưng mà anh em có tin em chỉ ra không? Anh em nghĩ là em chỉ có ra không? Em chỉ ra nhá. Em chỉ ra luôn nhá. Ra luôn đi mở. Ê, mặn chua. Rumble mặn chua. Rumble siêu mặn anh em ơi, thắng luôn này, ngon. Thắng luôn thì hai mạng anh em ơi, hai mạng thoải mái anh em ơi, thoải mái luôn á. Ê, ngon quá. Xém thua anh em ơi. Quẹ gì mà căng thế. Kim nè đã donate 5 triệu set. Chỉ có da rẻ chứ sao mà ra dinh đờ si. Cái gì nữa, ra dễ gì nữa. Không có ra dễ anh em ơi. Lên được không? Roll ra được không? Rung quá nhờ. Rung mấy người ấy nhờ. Ê, thật sự là hồi hộp nha. Tim đập đấy. Tim đập nhanh hơn bình thường rồi đấy. Cái thứ hồi hộp à. Chẳng em chị đẹp dai nhá. Ôi, sao không chờ hai anh em mình ra luôn. Đây không có update 2 sao nhá. Leo rank 10 tiếng cũng chưa muốn dừng. Cần Olodo nha. Quá là ưng. Chụp đăng Facebook quá chừng ngợi ca. Ai à. Rank vài quả ăn may. Chỉ một cơ hội đúng không? Tưởng thế là lắm rồi. Đánh giải đi hết. Cái gì đấy? Thôi thì tự nhủ em tôi đã ra. Một bé này. Hai bé này. Ba bé này. Tạm biệt Gomi xa nhé. Mai em vào lớp 1 rồi. Yêu lắm trường ơi. Tèo tèo đéo tèo tèo. Tèo tèo đéo tèo tèo. Tèo tèo đéo 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 đéo. Wow. Một đống mươi nổi loạn cảm xúc. Ôi, lì lên level 9 kìa. À, tính này cái thế không điểm không còn gì để mất là hay nha. Vì không còn gì để mất cho nên mình mới như này á. Tèn 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 tèn. Để em trẻ hát cho anh em nghe gọi là một ca khúc. Anh hẹn em biết cơ bộ. Ta vờn nhau biết cơ bộ. Tay vật bên dưới hông anh đập banh đập banh. Đến đến em mạnh vào. Ta chỉ chơi biết cơ bộ. Ủa sao này không hiện ta? Cháu ơi. Cẩn chủ nghe nhá. Ê, nhưng mà cái thế này không thể nào thua được rồi. Đồng. Hỏi chấm, rùa hay cốt đây? Cẩn đỏ thôi nhá. Không có cốt trời ơi. À, nhưng mà phong cách này là phong cách liều à. Liều ăn nhiều à. May mà nó còn may mà nó còn gì chứ anh em. Con Rumble này mạnh lắm anh em ơi. Rumble này em chỉ sẽ cho nó gọi là gớm gớm đi. Mười nổi loạn à. Ê nhưng mà tính ra game này cũng đỏ chứ. Lên lên mà chín rôn ra luôn. Cánh cá coi nhá.
Let's go. Ôi, Zenith mạnh đó. Cần 2 siêu nha, tại vì con này nó có cái dị thường này này. Nhận thêm 40 sức mạnh phép thuật này cho nên em chỉ không đổi đồ qua cho con lập lăng đâu. Con này cầm đi. Ây da, em cần đất cường nha. Lại gì mà anh em? Nói chung là anh em đừng có gì ta. Anh em đừng đừng kỳ vọng anh em nhé. Đừng kỳ vọng để không thất vọng á. Thay lập lăng bằng eco à. Kích được 2 hệ à. Nhưng có lập lăng này kích với con kia đi. Ôi ôi. Ôi ôi. Cảm ơn Dương tập đánh cờ nhá. Wow, tao được top 1 à, hay nha. Ê, nhưng con này dữ quá. Vào kích được tái chế đồ dư kích được phục kích cho Dương. Cẩn thu hè nhé. Nhưng mà phải bỏ này, phải bỏ này hả? Nhưng mà tí này lên 2 không? Ừ, nó vậy để em chè mua eco nhá. Em chỉ cảm ơn Quang đã căng nha. Bài gì cơ, em chỉ không mặc nhạc được. Con eco thay vào đây à. Em chỉ nghĩ cũng không cần lắm anh em ơi. Không cần lắm á. Em chỉ roll 5 vành 2 sao nhá. Bây giờ cứ lên level 10 đi. Ủa? Sắp xong rồi hả? Không level 10 lắm nhỉ? Sau này bốc đi, bốc phải chơi nên con này không chết được đâu. Bọn này trâu lắm. Bọn nó lại được thêm máu mà. 1400 này xong rồi thêm mấy giây nữa nó lại được thêm máu này lên 1800 này. Trâu lắm anh em ơi. Ôi sao nhìn mạnh quá vậy? Ê, nhưng sao này mạnh quá vậy? 17 tuổi có em, 8 cảnh binh. Ê, ông này mạnh nhé, kiểu cũng đá ra quần đó anh em ơi. Chỉ còn 2 người thôi à, cái gì mà speedrun này. Một bài đấu speedrun rồi. Nhưng mà nhìn cũng nguy hiểm anh em ơi. Cũng nguy hiểm kìa. Ô là đường công em đây mà. Ui, cộng 40 này ngon chưa?